Xin chào mọi người, xin chào tất cả anh chị em nhân viên phần bán hàng của công ty Phan Nhân Xin chào quý khách hàng trong cả nước Trước mặt anh chị các bạn đây là những cái cụm dây silicone phi tròn đặc nha anh chị các bạn Đây là một cái loại hàng chịu nhiệt, kháng nước, chịu dung môi Và có thể sử dụng trong môi trường nóng, môi trường hơi nóng Tầm từ nhiệt độ là từ 0 tới 120 đến 150 độ C Thì cái loại dây này nó có thể chịu đựng tốt đây là một à, loại dây mà có thể giãn nở, à, kéo ra và nó mềm anh chị các bạn. thì à, trong những cái môi trường mà sử dụng hơi nóng á thì cái loại à, cái loại dây silicon dặn sợi tròn đặc này nè thì nó có thể là sử dụng làm ron chèn cho những cái cái những chỗ mà hơi nóng ra, à, hơi nóng. thì cái loại hàng này thì nó được ứng dụng rất nhiều mà hiện tại là phân nhân chúng tôi đang bán à, rất nhiều. À, ở mỗi ngày, mỗi tháng và mỗi năm anh chị các bạn. Đây là một sản phẩm đặc trưng mà hiện tại công ty Phan Nhân đang bán ra ngoài thị trường rất nhiều với những quy cách là phi 3 này, phi trộn đặc này, phi 3 này, phi 4 này, phi 5 này, phi 6 này, phi 8, phi 10, phi 12, phi 15 và phi 20. Bên cạnh đó thì công ty chúng tôi có một số cái loại hàng phi 25, phi 30 thì chúng tôi cũng có bán. Rất mong quý anh chị và các bạn có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp công ty chúng tôi qua số điện thoại 0915 886 916. Đây cũng là số Zalo anh chị các bạn cứ gửi thông tin qua Zalo và nói rõ cho chúng tôi biết rằng anh chị các bạn đang cần mua cái dây silicon dạng sợi này phi trộn đặc À, phi trồng đặc và anh chị cần đường kính của cái sợi này phi bao nhiêu và chiều dài của anh chị các bạn cần bao nhiêu mét thì công ty chúng tôi sẽ báo giá nhanh đồng thời những cái hàng này công ty chúng tôi luôn có sẵn và cho có thể ship hàng trong ngày cho quý anh chị và các bạn rất mong vâng, quý anh chị các bạn thông qua cái clip này anh chị các bạn đã nhìn thấy cái loại hàng này rồi và anh chị các bạn tự tin khi chọn mua cái sản phẩm này tại công ty phân nhân chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người.